công suất là 120W và có thể bơm liên tục tối đa từ 12 đến 15 phút với số tiếng là 6 tiếng một lần bơm tối đa nha mọi người. Và trên cái máy bơm này nó còn có đồng hồ và áp suất tốt, mọi người có thể kiểm tra được khi nào mình bơm vừa cái số tiếng của mình. Để biết thêm chi tiết sản phẩm, mọi người có thể gọi đến hotline 0983112233 hoặc đến địa chỉ 53 Cù Lao, phường 2, Phú Nhuận để xem sản phẩm trực tiếp nha. Dạ vâng, tôi xin chân thành cảm ơn ạ. Hẹn gặp lại mọi người lần sau.